Thưa quý vị và các bạn, Solomon là vị vua thứ ba của Israel và được mệnh danh là nhà thống trị vĩ đại nhất của Israel. Ông cũng đồng thời là vị vua khôn ngoan, thông thái và giàu có nhất của mọi thời đại. Bí quyết du âm đạt được đỉnh cao là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua cuốn sách Bí mật của vua Solomon, 7 nguyên tắc thành công về tài chính của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại. Solomon sinh khoảng năm 974, mất năm 931 trước công nguyên. Năm 12 tuổi, ông được cha là vua David truyền lại ngôi báu. Trong những ngày đầu tiên lên ngai vàng, bị hối thúc bởi nỗi sợ hãi về sự non trẻ của mình, Solomon cầu xin Chúa Trời ban cho mình một món quà. Theo kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời xuất hiện và phán với Solomon: "Hãy xin điều ngươi muốn ta ban cho ngươi." Ông có thể xin mọi thứ, nhưng bạn thử nghĩ xem, ông đã cầu xin điều gì? Không cầu xin có thêm tiền bạc hay quyền lực. Những điều Solomon cầu xin thật là khác thường. Ông xin Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan. Cảm động với lời cầu xin đó, Đức Chúa Trời đã không chỉ ban cho Solomon sự khôn ngoan, mà còn cả sự giàu có, vẻ vang hơn bất cứ người nào trong lịch sử. Người ta nói, ngay cả giá trị tài sản của ông đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay, thì Solomon vẫn là người giàu nhất trong lịch sử. Giá trị tài sản của ông vượt rất xa giá trị tài sản của hai người giàu nhất thế giới hiện nay là Bill Gates và Warren Buffett gộp lại. Bạn có thể đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại nghe theo một người đã sống cách đây 3.000 năm, một vị vua thời cổ đại, có thể dạy gì cho chúng ta về các vấn đề tài chính đương đại? Bạn có tin hay không thì tùy, nhưng ông vẫn có rất nhiều điều để nói với chúng ta.